Cực hot anh em ơi, Shop 7 Sao đang có sự kiện siêu sale rất đặc biệt nha. Với số ưu đãi quá khủng, dịch vụ game uy tín và vô vàn các mini game khác. Đăng ký tài khoản thành viên nhận quà đăng nhập cực hot. Bên cạnh đó, vào các khung giờ vàng mỗi ngày, anh em sẽ được một mức giá ưu đãi. Đó là mua vàng X7 và mua ngọc X10 full cả 9 server, rất là ngon đúng không anh em ơi? Săn sale nick 80 tỷ ngay với giá cực rẻ chỉ với 1.000 đồng. Hấp dẫn hơn cả, vào những khung giờ đặc biệt, mua một nick được tặng bộ vòng rồng 1 sao và 1.000 ngọc xanh hoàn toàn miễn phí. Hiện tại, 19 vòng quay dễ trúng quà siêu VIP nay đã trở lại với tính năng chơi thủ vô cùng mới mẻ và đã cập nhật rất nhiều quà VIP và rất là dễ trúng nha anh em. Trúng quà to không cần lo, truy cập ngay shop7sao.com nào anh em ơi. Ok, hello. Xin chào tất cả mọi người đến kênh của mình, mình là ZTV đây. Ok, để đầu video và chúc tất cả mọi người có ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy niềm vui nha. Thì trước khi vào xem video của mình thì các bạn nhớ vào và giờ em ấn like đăng ký một chút nhá. Và các bạn nhớ để lại một comment phía dưới nhá để tham gia mini game nhận vàng ngọc free từ mình nha em ơi. Ok mọi người, thì clip hôm nay mình sẽ làm về vấn đề sự kiện trung thu mới đó. Trung thu em ơi thì còn khoảng là 1-2 ngày nữa thôi để đến trung thu, các bạn đến sự kiện trung thu 2021 nha. Hy vọng năm nay admin sẽ thay đổi mới nhá. Không như năm ngoái nó chỉ có là đuôi khỉ và đồ mấy cái bánh trung thu linh tinh, chẳng có gì mới mà. Hy vọng năm nay là admin sẽ gọi là ra nhiều cái mới để cho anh em chơi hơn nhá. Đó thì hy vọng năm nay thì admin sẽ ra nhiều cái xăng mới hơn, hay là ra nhiều cái cải trang trị hàng hay là chú cuội mà nó thì sẽ vui hơn đúng không? Chứ năm nay mà muốn như năm ngoái thì nó cũng hơi buồn. Đó. Thì hôm qua mình lướt trên các thế giới, vô tình vào game mình quay clip ấy, thì mình thấy một bọn thanh niên các thế giới là đó hộp quà trung thu mới đó, thanh niên cậu đồ đả mà nhận quà trung thu 2021 đó bạn, đó là tặng quà free từ sự kiện trung thu mới đó, rất là nó gọi là bà trái nó mới đó tặng quà mới đó. Đây tặng quà là hộp quà trung thu 7.000 ngọc này, 7.000 ngọc, 500 triệu vàng và cải trang Mỹ Lương vào trang vòng xoay online để mở quà free mà nó. Bây giờ mình sẽ thử vô cái đấy cho xem là được nhận quà và sự kiện trung thu không nhá. Đó là nhận 7.000 ngọc xanh free và 500 triệu vàng free nhá. Mình thử vô cho xem em ơi. Đó giờ gọi là lên gọi là vòng quay vòng xoay online. Ok, mình sẽ vô để cho xem nhận được free nhá hay là lừa đảo em ơi. Cho người sáng mắt ra nhá. Rồi anh em tin người quá mất tiền oan mất click đấy em ạ. Không hiểu sao click anh chưa lại bị bay. Không có lý do nào. Ok, giờ sẽ vô em ơi. Đó là vòng xoay online đúng không? Giờ vô để vòng xoay online à. Vòng xoay on.online. Đây cho em xem này. Đây cho em xem nè. Quay màn hình này. Tắt qua cái số đi nhá. Đây. Vòng xoay như vòng xoay vòng. Vòng xoay Ohio. Ohio xoay .online. Ok, ra không? À em ơi. Là ra là chú bé .bv mà chứ phải là vòng xoay là đổi tên miền nhá. Được đảo đổi tên miền rồi mà. Đây. Trên sách này trang chủ nhận quà chú bé rồng ngọc rồng online, trang chủ nhận quà chú bé rồng ngọc rồng online thông báo sự kiện mừng Tết trung thu 2021 em ơi, cho em xem nhá. Đây cho em xem này. Trang chủ đây. Fake khá là chuyên nghiệp em ơi. Đây, trang chủ nhận quà chú bé ngọc rồng online thông báo sự kiện mừng Tết trung thu 2021. Chào các dân thân mến. Mừng ngày Tết Trung thu 2021, ngọc rồng online sẽ diễn ra sự các hoạt động sau: khuyến mãi 2x2x và tích lũy điểm này, khuyến mãi x2 làm ngọc cho mọi hình thức từ 0 giờ ngày 28 đến ngày 30 tháng 10 khi làm thẻ tại trang chú bé .bv em ơi. Tại sao fake vậy? Đây trang fake em ơi, không phải trang chủ ngọc rồng chính nhá. Đây là fake em ơi, đây là fake em ơi, anh nhớ hãy là một người tiêu dùng thông minh các bạn, đừng bị lừa đảo nhá. Nhận quà Trung thu thời gian từ 0 giờ thứ ba ngày 21 tháng 9, nội dung vào ngày Trung thu các nội dung vào ngày rằm trung thu, các bạn hãy truy cập chú bé .bv để nhận quà từ chị Hằng và chú Cuội. Phần quà được tại trang chủ sẽ nhận phần quà trang chủ sẽ nhận quà sẽ nhận được sau ít phút. Update vòng xoay trung thu vô cùng hấp dẫn tại trang chủ nhận chú bé .bv, truy cập trang nhận quà để nhận xoay lượt quà trung thu. Phần quà trung thu vô cùng hấp dẫn như răng thần linh, cải trang Mỹ Lương, avatar VIP, Jackie Chun, trang bị kích hoạt vàng ngọc xanh. Lưu ý khi bạn là nhân vật xây ra có chỉ có thể nhận được bộ ba trang bị của xây ra như Lapan Kadik. Quà quay thử nhận sẽ được nhận sau 5 đến 30 phút vì số lượng người tham gia sự kiện quá đông. Quà quay thử nhận được từ 5-30 phút quá đông. Điều ước mong manh khi các bạn lập 100k chú bé rồng tại điều ước mong manh khi các bạn lập thẻ trên 100k tại chú bé .bv thành công, bạn sẽ nhận được một bộ ngọc rồng 1 sao và kèm cải trang Mỹ Lương, hạn sử dụng 120 ngày hoặc vĩnh viễn nếu bạn may mắn. Để nhận được vòng quay trung thu, các bạn truy cập chú bé .bv điểm danh hàng ngày, khi điểm danh đủ 7 ngày
Nếu may mắn sẽ nhận được một lời quay khoản trung thu, update chức năng điện tử khi tham gia sẽ nhận được điện tử sơ sinh hoặc điện tử ma mư tùy chọn. Nếu bạn đã có điện tử rồi thì có thể thì điện tử mới sẽ thành điện tử cũ, update tính năng đổi skin đệ. Ui, nói chung là cái này là khá lừa đảo, mà lừa đảo các chiến sĩ bởi để sang phách các bạn đấy nhá. Bảng giải thưởng này, giải một là 3.000 ngầm xanh, ít 3 phần giá này, bảng 2 là 100k vàng, 100 triệu vàng, 1.000 ngầm xanh. Ôi, lừa đảo cực kỳ chuyên nghiệp, bởi đây là fake các bạn, fake các bạn đây. Bởi đây toàn là fake các bạn, fake các đây, cho dù phát trang chính ở dòng này như này, mình ngọc giống online mới đúng này, mình ngọc giống online mới đúng này. Đây là, đây em bởi đó, đây là diễn đàn chính nhá. Đây là trang đá bởi, hai trang uy hiện nhau, nó hãy hiện nhau các bạn, hiện nhau chẳng khác gì nhau, nhưng mà bên này là fake các bạn, bên là fake nha. Bên chủ về chấm bv là fake các bạn, bên này là thật, bên này là ngọc giống online là thật, đó, anh nhìn xem, nó uy tín như này các bạn, nó gọi là, đây em bởi, này đúng không, đấy. Này đúng không, đúng không, bên này là fake, không phải fake, một cách gọi là trắng trợn một lừa đảo, trang này trang lừa đảo, đừng tin, một đừng tin nhận được ngọc free và ngọc vàng free từ trang này, mời nó lừa đảo đấy, đừng tin nhá, đúng tin vào để lừa đảo cho sức mặt đấy, nhưng mà khá là lừa đảo, khá tinh vi, mời đổi tin mình như đúng rồi luôn, chú bé chấm bv mà áo khá là xịn sò đây, được có khẩu không nào, được không, ôi cũng được em ơi, không được đăng nhập này, à được được em ơi, đăng ký được không, đăng ký không được, đăng nhập thì được đấy, lừa đảo khá chuyên nghiệp mời nó, đây trong fake mời trang chú bé chấm bv là fake nha, đó, đây là fake các bạn, đó đây là fake nha, đây là một cách lừa đảo khá chuyên nghiệp. Bạn vừa nhận được cải trang quy lão kame jack chun và 9 thỏi vàng tại chú bé chấm bv đấy mời, nó lừa đảo cách gọi tinh vi cho em mời nó nhận đồ vàng free x 9 thỏi vàng free này, ngọc xanh free, lừa đảo có cách siêu ảo diệu mời, bạn đừng tin nhá, đây lừa đảo mời trang chú bé chấm bv lừa đảo, đừng tin em ơi, đừng tin nhá, đây là chính em ơi, trang chính này, đó trang chính phải uy tín như này cơ mà. Đây trang là trang chính này, nó là đây về sự trung thu này, nó là uy tín như này các em ơi, bạn tìm mấy ông lừa đảo kia hơi mệt em ạ. Đấy nha, đây về sự chốt là tối nay 18 giờ ra sẽ bắt sự kiện nhé mọi người, đây là trang chính mà, trang chính phải uy tín như này cơ mà. Các cái lừa đảo với trang này là trang lừa đảo nhá, đó trang là trang lừa đảo cũng cách trắng trợn, đừng tin nhé, đừng tin nhá, bạn đừng tin trên kênh nhất thế giới là nhận vàng ngọc free nhé, mà toàn lừa đảo hết mà, đừng tin nhá, đừng có một tin, mới tin là mất tiền thì mất thật ma, mất lick là mất cả tiền đấy mà, mấy ông tin tưởng là làm tiền vào đây mất cả lick hay cả tiền đấy mọi người, khá là em vào sự kiện này mong lừa đảo khá điểm một cái lick vào, mời điểm một cái lick gọi là vào nhé, điểm một cái lick gọi là đăng ký thật vào mời cho mọi người nhận làm sao nào, mọi người điền lick vào này nhận đi. Đó, chúng mà lừa đảo mà, chúng mà mèo lừa đảo mình điểm vào đấy, đính vào mất luôn đấy mà đừng tin nhá, đấy là mất luôn đấy, mất lick mất cả tiền đâu, mình không điền vào ngu mất đấy, thì bất tận mang ấy, chúng mà không điền vào mà điền vào là mất cả tiền mất cả lick em ơi, thôi chúng mà không nên tin vào mình sang ngày mà lừa đảo mới đó, sang chú về trong bv lừa đảo mà đừng tin nhá em ơi, đừng tin nhá, nói chung mà đừng tin là nhận được vàng ngọc free trên cái nhất thế giới nhá, toàn lừa đảo hết đấy mạng, đừng tin em ơi, đó mấy người lừa đảo gọi là cách siêu nhiên đấy mọi người, cách siêu nhiên và siêu kỳ diệu luôn, đó. Đây trang chính rồi, trang chính này, trang chính chú bắn ngọc giống online đấy, để trang chính này anh có à, anh có ngọc giống online nó ra mày có này, ngọc giống online nó ra nhá, ngọc giống online là nó ra cái trang chính này đó, uy tín như này cơ mà em ơi, nó phải ảnh đẹp như này, nhiều thông báo như này, diễn đàn như này em ơi, giới thiệu như này cơ mà, ông có tin ở trang lừa đảo làm gì mà mất tiền, vừa mất tiền này vừa mất của và mất nhiều thứ rồi, mọi đừng tin vào mấy trang này em ơi, lừa đảo một cách trắng trợn em ơi. Giờ vừa sự hơi muộn, đây trang chính mà mình sắp đọc qua trang chính như này em ơi, sự kiện chả khác gì mọi lần anh nha anh em, hôm 14 âm mới có anh yên tâm ngồi đợi, chờ có 2 ngày nữa thôi nha mà anh em, chờ có 2 ngày thập kỷ nữa rồi mà anh em, xin điểm nhanh tốt có x2 nhiều rồi, giờ dẫn x2 nhàm vừa xề, xin điểm nhanh tốt sự kiện năm nay sẽ có một chú cuội mới đấy. Ê, trang chính em ơi, hiện tượng nạn khoảng 2 ngày nay không thấy KD mod đâu, không biết rồi có chuyện gì không, bị bế đi cách ly hết rồi, nó tùm lum ra qua trường hợp là bạn để mấy trang diễn đàn em ơi, đọc qua nhé, đây hello anh em này, và ngày mai ngày kia là sự thu chính em ơi, mà khá lâu dài mình học lắm rồi. Hy vọng năm nay là anime sẽ đổi mới mấy cái mới mà đừng như năm ngoái nó vẫn như thế, nó hơi buồn mà. Hy vọng năm nay thì ra mấy cái mới em ơi. Đó thì clip này mình chỉ nói cho anh em về cái sự nhận quà, đừng có tin em ơi. Lừa đảo mà đừng có tin nhá. Mấy ông cứ tin tưởng mấy thằng ngất ơ trên các thế giới nó chat là nhận vàng free, nhận ngọc free từ mấy cái ông đấy, ông lừa đảo cho sấp mặt thôi mà. Mấy bạn cũng IP cho mình hỏi là có nhận được free không, mình cũng bảo là không rồi, mấy ông cứ đâm đầu vào cái nick vào mất lick các bạn, các bạn xong là kêu mình, nói chung là khá là buồn mấy ông mày, đừng có mà ngơ mời, nhưng mà đừng tin mấy thằng chắc là thấy là nó chắc là lừa đảo ấy mà. Ok mọi người,
Khuyến mình thực sự đấy nha, em thấy hay. Khuyến mình như này một like đăng ký một chút nha. Và các bạn đừng nhớ, đừng tham gia mấy cái khách thế giới nha. Lừa đảo, đừng có tin nha em ơi. Bye em nha, bye bye mọi người. Đừng tua anh em ơi, xem ngay để không bỏ lỡ cơ hội nhận quà. Vangomic.com khuyến mãi bán ngọc X7 100k nhận ngay 700 ngọc, quá là ngon luôn anh em ơi. Và đặc biệt anh em hãy lên shop ngay để biết cách mua 5.000 được một cây ngọc hoặc 5.000 được 1 tỷ vàng, rất là ok luôn anh em ơi. Chưa dừng lại ở đó, khi anh em làm thẻ vào shop sẽ có cơ hội nhận được 2.000 ngọc xanh hoàn toàn lên miễn phí nha anh em. Hãy truy cập ngay vangomic.com thôi nào. Ok mọi thử cuối lên trước mini game và chờ bóng phố đi nhá. Tìm Gen TV kiếm trước mình em ơi. Tìm Gen TV này. Đài kiếm trước mình có 1.000 view, ít view quá em ơi, buồn. Tìm may mắn chúng vàng nhá. Vàng ngọc xanh. Trình tiếng Việt ạ. Tiếng Việt. Tìm về tiếp tục. Chọn một người chiến thắng. Ok, mình chung bạn có tên vật là 9JV7AC5KCL7 nha, bạn vui lòng ít BB không phúc mình nhận vàng nha. Ok mời, kiếm sự đấy nha, em thấy hay. Ok mình là một like đăng ký đồng chung nha. Và các bạn để lại một thế giới tham gia lên game nhận vàng hoặc quý cho mình nha. Rồi bye anh nha, bye bye.